phải thuê được người thứ ba rồi mà mình vẫn thấy không ổn. Thì lúc đấy phải nào thôi thì tự mình cứu lấy mình. Nhưng mà nó lại có một cái trở ngại rất là lớn, đó là anh lại gọi là mù về công nghệ, không biết gì cả. Thậm chí là những cái khái niệm cơ bản nhất về quảng cáo, về mọi cái, nói chung là trên nền tảng Facebook, ngoài cái nước xem tin tức ra thì giải trí ra thì không hiểu cái gì cả. Vâng. Đấy là cái rào cản rất là khó khăn cho cái việc mình tiếp cận đến một lớp học. Vâng. Rồi, xin chào bạn, mình là Hạnh. Hiện tại thì mình đang có ở văn phòng 111 Nguyễn Xiển, văn phòng đào tạo của mình. Ngồi bên tay trái của mình đây là anh Toán, đến từ Hải Dương và 38 tuổi. Anh Toán thì đang bán sản phẩm đồng hồ, trước khi tìm đến mình thì chưa biết dạy quảng cáo. Và ngày hôm nay thì anh đang có mặt ở đây. Thì anh Toán có thể nói qua về công việc kinh doanh của mình không? Đặc biệt là cái lúc, cái nỗi đau của anh trước khi anh tìm đến em ấy, là ngày xưa nó như thế nào ấy? Mình thì mình làm nhiều lĩnh vực. Đấy, thì năm ngoái, năm 2021 ấy, thì là tình nó dịch dã. Thế mình mới kiếm một cái sản phẩm thay thế cái mình đang làm. Mình làm là trước mình làm là mình bán rèm. Và bây giờ mình vào trong năm ngoái thì là cái tình nó căng thẳng về cấm vận các thứ đấy. Là mình sẽ tìm bài hàng kinh doanh online và mình tìm đến cái đồng hồ. Đấy. Thì trong cái quá trình đấy thì mình kết hợp với lại một bạn ấy chuyên chạy quảng cáo. Và bạn đấy là bạn ấy chạy quảng cáo rèm cho mình. Và hai anh em tìm được ý tưởng chung đó là bán cái đồng hồ. Thì quá trình làm ăn nó rất là tốt. Bởi vì là mình anh em cùng làm nó khó khăn ấy. Đấy. Nên mình không phải lo vấn đề gì về quảng cáo hết. Mọi người làm việc. Xong rồi đến sang đến đầu năm nay đấy. Thì đến cái thời điểm mà vấn đề làm chung ấy, hai gia đình ấy. Thì nó có nhiều cái nó không được theo như ý ấy. Thôi vậy vấn đề là tách ra là điều đương nhiên. Lúc phải tách là mình tách. Vâng. Thì khi đó là mình giống như kiểu bị bơ vơ giữa cái dòng sản phẩm của mình. Không biết dùng cái cách nào để đẩy hàng mình đi đấy. Vâng. Và đương nhiên thì là có bệnh vái tứ phương rồi. Vâng. Thế là mình nhờ em nọ em kia, bạn nọ bạn kia đấy. Ừ. Cái những người biết chữ quảng cáo để đẩy sản phẩm của mình đi. Đấy. Và với mong muốn cái mục tiêu của mình bán hàng, đương nhiên là mình muốn thu về cái lợi nhuận mà như trước rồi. Cộng nhất, đúng không? Đấy. Ví dụ như tốt trước là anh chạy ngân sách bao nhiêu, bán được khoảng tầm bao nhiêu được? Ngân sách thì mình chạy khoảng độ tầm 1 triệu rưỡi trên 2 triệu một ngày thì mình bán được khoảng độ tầm 15-16 đơn. 15-16 đơn khoảng tầm bao nhiêu tiền một đơn? Nó rơi khoảng tầm 120.000 một đơn trung bình. Không, ý là cái đơn hàng bán ra ấy. Đơn hàng mình bán ra thì rơi khoảng tầm 1 triệu đến trên 1,5 triệu. Thế là trung bình tầm đấy. Chạy 1,5 triệu thì sẽ được khoảng tầm 15-20 triệu. Đúng rồi. Doanh số trên một ngày. Thế thì khi mà cái anh bạn đầu tiên của anh mà anh chạy quảng cáo cho anh ấy thì chạy là chi phí trên một cái như vậy, thì đến cái lần số 2 mà người ta bỏ mình đi ấy, thì mình thuê một cái người khác về chạy cho mình ấy, thì chi phí quảng cáo nó tăng lên như thế nào? Thực ra thì trong khoảng độ tầm 5-6 ngày đầu, vâng, chi phí nó vẫn thế. Ừ. Chi phí nó vẫn thế, nhưng mà bắt đầu từ cái ngày mà thứ 6 đến 7 trở đi ấy, vâng, thì bắt đầu nó có sự lệch lạc. Vâng. Nghĩa là số lượng tiền vẫn chi như vậy. Vâng. Nhưng mà nó lại những lượng đơn nó lại chỉ bằng 1/3 thôi. Chứ rơi khoảng tầm 30-40%. Nhưng nó lại thì mình lại thấy nó lại buồn cười ở chỗ là cái hôm thì lại rất nhiều đơn. Có khi 15-16 đơn một ngày, có hôm thì lại chẳng có đơn nào. Xong rồi có những hôm mà gặp những trường hợp là khách vào phát xong là hỏi xong phát bye bye. Đấy thôi, mình cảm thấy rất là ức chế. Tức là cái bạn số 2 là anh thuê chạy. Mình sau cái bạn, vâng, sau khi tách ra mình phải đến người thứ ba rồi. À, đến tận người số 3. Ok, đúng đến rồi. Người số 3, thế là họ chạy 1 triệu rưỡi hoặc 2 triệu mà doanh số nó chỉ còn 4 triệu hoặc là 6 triệu là cùng. Đúng rồi, đúng rồi. Tự nhiên có những ngày nó vượt lên là 10 triệu chẳng hạn. Đúng rồi. Mình không biết là tại sao. Chính xác. Thì cái thuê chạy là một cái rất khó kiểm soát, bởi vì cái bạn thuê thì chắc không làm trực tiếp cùng với anh. Thì chúng ta sẽ không biết là bạn có tiêu tiền thật hay không. Cái số 2 không hiểu sản phẩm nên họ sẽ không làm được content hay. Cái số 3 cái không hiểu khách hàng nên họ sẽ không xác định cái target của mình. Tức là về vợ mình bảo chứ hay là anh ơi, hay là mình thanh lý đi. Chị em thấy này là nó không ổn. Vâng. Thôi thì anh tập trung vào anh làm cái rèm thôi. Ừ. Thì như thế. Bán đồng hồ hay hơn là cái rèm, của cái rèm nó chỉ quanh được khu vực thôi. Nó là liên quan đến thi công. Những cái đồng hồ kia thì em được anh tặng một cái rồi, nó không cần phải thi công gì cả, nó rất là dễ. Và em nhìn vào cái chất lượng đồng hồ em biết thừa luôn là cái này là siêu lợi nhuận. Bởi vì em làm trong nghề quảng cáo, không phải là quảng cáo Facebook marketing đâu, mà là ngày xưa em khởi nghiệp mà từ điện thoại này, xong rồi làm in ấn này, photocopy đấy, xong rồi chuyển sang in bản quảng cáo. Nên em sẽ biết được là thiết kế và tạo ra cái đấy mất khoảng tầm bao nhiêu tiền.
đấy, nó chỉ là cái khó nhất đấy, là thằng làm thiết kế chuyển thế nào cái file đấy sang cái file cắt mới là quan trọng nhất. Đấy. Theo mình, nhưng mà đấy là câu chuyện là vợ nói với mình. Vâng. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng là cái mục tiêu cuối cùng khi mình đi làm ấy, đó là mình phải kiếm tiền. Vâng. Và mục tiêu mình phải kiếm tiền để lo vợ lo con. Vâng. Vậy thì bây giờ mình đã tìm được cái sản phẩm như thế rồi. Đúng rồi. Nguồn nhập mình có. Đúng. Vậy tại sao mình không duy trì tiếp? Vâng. Nhưng đây vấn đề là chỉ là bây giờ mình đang tìm cái phương thức để đẩy hàng đi. Vâng. Thế nên sau một vài nhiều hôm là suy nghĩ. Vâng. Thì mới bàn nhau bảo là thôi thế thì bây giờ phải tìm một cái khóa học. Khóa học nó trên cái nền tảng mà nó có sẵn là quảng cáo Facebook. Bây giờ mình phải tìm cái đường hướng nào cho nó phù hợp thôi. Phải thuê được người thứ ba rồi mà mình vẫn thấy không ổn. Thì lúc đấy phải nào thôi thì tự mình cứu lấy mình. Nhưng mà nó lại có một cái trở ngại rất là lớn. Đó là anh lại gọi là mù về công nghệ. Không biết gì cả. Thậm chí là những cái khái niệm cơ bản nhất về quảng cáo, về mọi cái nói chung là trên nền tảng Facebook, ngoài cái lướt xem tin tức ra thì tài trí ra thì không hiểu cái gì cả. Vâng. Đấy là cái rào cản rất là khó khăn cho việc mình tiếp cận đến một lớp học. Vâng. Thế mình cũng có một cái rất là tình cờ may mắn ấy, là chị dâu của mình ấy, chị vợ của anh trai mình ấy. Dạ vâng. Thì lại học thầy Hạnh từ năm ngoái rồi. Vâng. Thế là trong cái câu chuyện mà chia sẻ anh em với nhau ấy. Vâng. Thì chị đấy bảo mình là thế thì đi học thầy Chu Minh Hạnh. Vâng. Bởi vì chị gái chị dâu mình cũng thuộc diện mình người rất là kỹ tính, cẩn thận. Thế là chị bảo là chị thì cũng tìm hiểu qua mấy lớp rồi, học mấy lớp rồi. Vâng. Nhưng mà học đến thầy này là chu đáo nhất, thì nên đi học thầy đấy. Vâng. Thế là thực ra là vợ mình cũng tìm hiểu mấy chỗ rồi. Vâng. Mình cũng cân đối là mà học thầy nọ thầy kia rồi, nhưng cuối cùng là anh quyết định chọn thầy. Vâng. Mà anh quyết định anh chọn thầy là theo cái định hướng của chị dâu anh. Vâng. Tại vì là anh đánh giá là chị dâu anh là một người rất là cẩn thận mà lại còn đánh giá thầy cao nên là mình chọn thầy. Đấy là cái quan niệm của mình như thế. Thế còn vợ mình là đã chuẩn bị đăng ký học với lại người khác rồi. Nhưng mà mình cũng từ ra là mình không tìm hiểu thầy cả, không hiểu tìm hiểu thầy Hạnh, không tìm hiểu thầy kia. Mà vợ mình cũng đưa vợ mình thiên về người kia nhiều hơn. Vì là vợ được tư vấn là dùng tay chỉ việc từ người cơ bản rồi một kèm một. Nhưng đối với mình như thế thì nó cũng không phải vấn đề. Bởi vì nếu vấn đề về kiến thức ấy, hoặc là vấn đề gì mình yếu quá có thể mình làm đi nhiều lần. Đúng rồi. Nên quan trọng là mình chọn cái người nào mà đào tạo cho mình được cái tư duy. Vâng. Nhưng ấy, mình lại có một cái cảm giác mình làm theo cảm tính ấy. Vâng. Cảm tính mình nghĩ mình nếu đã thế rồi mình sẽ lựa chọn thầy Hạnh chứ không lựa chọn chọn những người khác. Từ trên những cái tham chiếu mà vợ mình đưa ra đấy thì mình sẽ lựa chọn một trong người đấy, còn lựa chọn ai đó là việc của mình. Và một cái gì đó theo cảm tính thì mình lựa chọn thầy. Nhưng cũng sự tác động của chị dâu của mình nữa. Ok. Thế thì anh đi học 3 ngày từ ngày 17 tháng 9 đúng không? Hôm nay là ngày 13 tháng 8 này. Thì sau mình khi đi học thì cái kết quả mình đi học từ ngày 19 21 22. À 19 21 22. Đúng rồi. Ngày 17 ngày 19 thì mình đi học xong mà mình học các bạn là cơ bản nhất. Thì buổi tối hôm đấy về là mình có làm theo lại những bước đấy. Vâng. Mình làm theo toàn bộ những bước đấy. Và vâng. Mình phải làm, mình làm tương đối nhiều lần. Rồi vâng. Mình thức đến 5 giờ sáng mình làm thôi. 5 giờ sáng? Đúng rồi. Rồi sau khi học anh này thức đến tận 5 giờ sáng. Sau đấy xong buổi đầu tiên. Buổi đầu tiên mà đã 5 giờ sáng rồi. Xong buổi thứ hai là nhưng ban ngày thì mình rất là bận, nhưng ngày 20 vâng. Thì là mình lại không làm được gì cả. Vâng. Mình thường làm phụ công việc của mình. Vâng. Xong rồi đến ngày 21 là ngày thứ hai. Rồi là ngày đi học tiếp. Ngày đi học tiếp. Ngày hôm đấy là bắt đầu về những cái chiến dịch tăng ghép thì nó kia các thứ đấy. Thì là mình thực ra hôm đấy là mình không làm, không thực hành, không làm không được nhiều. Vâng. Bởi vì nó những kiến thức đấy nó tương đối là nã lẫm với mình. Ừ, nên mình như mình lại những cái đầu dòng quan trọng mình ghi vào theo giấy của mình. Và tối về mình lại liếc qua mình xem lại những cái đấy. Vâng. Đấy, mình xem lại những cái đấy. Thế đến ngày thứ ba thì là gần như là thực hành rồi. Vâng. Thì mình thực hành luôn trên lớp. Trên lớp. Và nói chung là nó không được như cái kỳ vọng của mình. Bởi vì lúc đấy là mình cũng đang thử thôi. Ở đây thì mình vẫn còn đang để cái bài đầu tiên đó, bài Cú Tí Vỡ Lòng đây. Đó chính là cái bài đầu tiên mình làm hôm trước. Đây cái này là mình tạo một cái tài khoản riêng để mình tự chạy theo cái mà tiêu mình chạy theo cái mà mình học của thầy. Vâng. Đây chính là bài đấy đây. Và cái lượt chi phí đơn hàng mình ra hình như là nó chỉ có hơn 100.000 một đơn hay sao đấy. 100.000 một đơn. Ừ, 150.000 một đơn.
Và mình thấy rằng là khi mình thấy ra là cái giá mét nó rẻ hơn rồi này, xong rồi cái tiền ra một đơn hàng ấy nó rẻ hơn rồi này, thì mình tự tin là cái này mình đang định hướng đúng, nếu đúng thì mình cứ triển khai. Sau đó là mình vẫn chạy song song với lại cái người mà chạy hộ mình ấy. À, tức vẫn chưa cho anh ấy nghỉ. Bây giờ thì nghỉ rồi. À, giờ nghỉ rồi. Lần đầu tiên thì mình chữa bài quảng cáo cho anh là ngày số 3, thì cái chi phí quảng cáo nó cũng chưa được tốt cho lắm. Thì mình có chữa bài trực tiếp trên lớp cho anh đấy, thì mình có đưa ra cái định hướng, bởi vì anh này chạy khá là nhiều mẫu đồng hồ nên khả năng người ta mua nó sẽ không tốt. Với cái mình thấy là anh này không cầm tài khoản quảng cáo mà chỉ làm nhà quảng cáo của cái tài khoản quảng cáo của cái bạn mà đang chạy thuê cho anh đấy, thì mình mới có đưa ra cái giải pháp là bây giờ cũng chưa cần phải đuổi, cứ để cho nó chạy khoảng tầm 1-1.5 triệu một ngày, và anh chạy cho em khoảng tầm 500-1 triệu một ngày xem nó có rẻ hơn không. Thế thì sau bao nhiêu ngày thì cái chi phí quảng cáo của anh bắt đầu nó rẻ hơn và nó khôi phục lại như đầu, tức là chạy 1 triệu khoảng 1.5 triệu kiếm được khoảng tầm 10-15 triệu từ doanh số. Sau bao lâu? 3 ngày. Sau 3 ngày, tức là học sau 3 ngày, xong rồi 3 ngày tiếp theo, đúng rồi, là 6 ngày. Đúng rồi. Ok. Vậy thì thực ra thì nó là vào 3 ngày của mình này mình bắt đầu chính thức bắt tay vào việc quảng cáo. Vâng. Vì mình quảng cáo và mình nhớ từ ngày hôm ngày 27 mình bắt đầu chạy bài đầu tiên. Thì đến ngày thứ 2, đến ngày 29 là mình đã đạt được con số là 14 đơn một ngày rồi. 14 đơn nó sẽ dao động vào khoảng từ 10-14 đơn. Nói chung là em đánh giá cao khả năng tự học tập của anh. Ở tầm tuổi của anh mà để mà tự học từ đầu đến cuối mà như này, thì đương nhiên cái phần trăm em đóng góp ở trong này nó chỉ 30% thôi. Còn cái khả năng thành công của anh nhiều hay không, nó đến 70% từ anh là động lực ở bên trong. Anh có tự học hay không? Thì hầu như một người thành công nào cũng có một cái khả năng là tự học, tự tìm tòi để nghiên cứu chuyên sâu để giải quyết vấn đề của người ta. Chứ nếu mà như trước mà mình phụ thuộc vào người khác thì nó không ổn. Đây là ở thời điểm này là em chúc mừng anh là anh đã có được cái doanh số tốt như ngày xưa. Nhưng mà ở giai đoạn này là giai đoạn mà anh đang cần phải tự làm. Đúng rồi. Em muốn rằng anh sẽ làm khoảng tầm 6 tháng nữa thì anh sẽ bắt đầu tuyển nhân sự về làm cho mình và làm tại văn phòng của mình để kiểm soát. Thì lúc đấy cái doanh số scale up của anh, hoặc anh có thể tìm sang sản phẩm mới, sản phẩm khác, thì lúc đấy anh sẽ pro hơn rất là nhiều. Nó giống như kiểu em 3 năm vừa qua ấy, anh hiểu không? Trong 3 năm vừa qua thì em rất ít phải làm quảng cáo, và việc của em chỉ là đào tạo nhân sự, đào tạo ra các anh nữa. Đấy, và làm sao duy trì đội nhóm của mình để có được cái doanh số nó đều đặn. Thì đấy là mục tiêu tiếp theo mà anh cần phải làm. Trước mắt là anh phải đóng gói cái này thành quy trình, là làm nhuần nhuyễn nó thành chuyên gia trong 6 tháng tới. Sau đó bắt đầu tuyển nhân sự về dạy cho nó. Với biên lợi nhuận của anh rất là cao hơn rất nhiều các sản phẩm kiểu như là 150.000 ấy. Nên là nhân sự của anh nó có thể đi được bền với anh nếu anh có một cơ chế hội nhập về KPI và lương nó phù hợp. Được chưa? Mấy anh hình dung này, anh đang 38 tuổi, anh mất 6 ngày anh làm cái này. Đúng không? Vậy thì nếu mình tuyển một trang giấy trắng vào, nó sinh năm 2000 rồi, 2002 chứ. Nhưng đấy, anh nghĩ là trong cái lĩnh vực của anh ấy, nó có một cái mà anh chạy nó có một cái là thuận lợi, tương đối thuận lợi. Vâng. Thuận lợi nhất là anh có sản phẩm sẵn rồi. Vâng, đúng rồi. Phần thứ hai, cái lựa thuận thứ hai ấy, anh nghĩ là quan trọng nhất. Nên là anh chọn được đúng người truyền tải cái mà mình đang cần, cái mình đang thiếu. Nghĩ đấy là quan trọng nhất. Thế còn cái thứ ba thì đương nhiên đó là do nỗ lực bản thân rồi. Bởi vì thực tế là có khi mình đi thuê chạy đấy, mình cảm thấy rằng cái chỗ nào đang không ổn. Nhưng mà mình không thể nào mà bảo người ta là lúc nào cũng canh bài cho mình được để cho làm theo yêu cầu của mình được. Mà bản thân của mình ấy là mình đưa ra cái yêu cầu ấy thì mình cũng cảm thấy rất là phải cân nhắc. Thế là nếu đưa ra nhiều quá hoặc là lúc nào cũng đưa yêu cầu ấy thì nó sẽ gây khó khăn cho cái người tiếp cận. Thế vậy thì thay vì đó thì mình sẽ tự mình sẽ làm những việc đó thì nó sẽ theo cái tâm huyết cao nhất. Với lại chính mình phải biết rằng là cái của mình đang tôn trọng chỗ nào. Okay. Nên là anh nghĩ như thế. Sau cái 3 buổi học của thầy Hạnh thì đúng là mình cảm thấy rằng là tuyệt vời thật. Thực sự là tuyệt vời luôn. Nên là nếu có cơ hội thì sẽ giới thiệu cho thầy những cái học viên mà nó tương tự. Vâng. Gặp những hoàn cảnh khó khăn như của anh chẳng hạn. Vâng. Đấy. Anh là một câu chuyện hay đấy. Rồi anh có một lời khuyên nào dành cho những người đang xem video này không? Lời khuyên thì chắc là không có. Vâng. Nhưng nếu mà ai mà đã xem video này đấy. Vâng. Thì có thể là từ câu chuyện của mình ra thì rút ra một điều gì đó nó có ý nghĩa hơn. Vâng. Mình là một người không biết gì về công nghệ, cũng không biết tí gì về nền tảng quảng cáo. Nhưng mình sẵn sàng mình đi học. Và sau 3 ngày thì mình cảm thấy rằng đó là những cái là mình cảm thấy thực sự là tiếc nuối. Tiếc nuối vì sao mà không đi học sớm hơn. Sớm hơn cách đây khoảng vài năm chẳng hạn. Thì nếu như thế thì mình đã không phải gặp những bước đường nó khó khăn như bây giờ. Vâng. Không sao đấy. Thế rồi, chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này ở đây thôi. Cảm ơn thầy. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào bạn nhé.